Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới nha các bạn. Thì là đợt trước nó có update một cái vật phẩm các bạn, nhưng mà cái hộp quà. Nhưng mà cái lúc đó mình quen theo dõi mắt á, xong cái đợt mình vào lại thì nó chỉ còn có vài chục stock thôi. Thì mình làm nhiệm vụ và may ra mình cũng nhận được cái vật phẩm đó rồi các bạn. Thì cái đợt đó nó còn ít quá nên là mình cũng không làm video để đăng nữa. Tại vì khi mà đăng lên là sợ nó còn có 10 hoặc là vài cái stock thì các bạn lấy cũng được. Thì hiện tại cái này nó còn cũng khá là nhiều, các bạn còn tới 700 stock. Thì nếu mà bạn nào đã làm nhiệm vụ của đợt trước rồi á, thì các bạn sẽ có được 5 lượt win rồi. Bây giờ chỉ cần chơi 5 lượt win nữa là các bạn sẽ hoàn thành. Thì cái đợt trước nó chơi khá là dễ các bạn, còn cái đợt này nó fix lại cái con NPC này rồi sao ấy. Nói chung là NPC giờ nó chơi xịn hơn lúc trước các bạn. Lúc trước thì các bạn chỉ cần đứng AFK đánh 5 phát là các bạn win rồi. Là kiếm lượt win nó rất là dễ các bạn. Còn bây giờ cái con NPC này nó khá là thông minh rồi nên là hơi khó để thắng các bạn. Thì nhiệm vụ của cái vật phẩm này nó yêu cầu là các bạn phải có được 10 win và các bạn phải vote. Thì vote thì các bạn đi qua phần US Holiday các bạn. Các bạn vote một cái brand. Sau khi các bạn vote xong thì các bạn nhớ join vào group. Thì join vào group thì các bạn cứ join vào trước khi các bạn vào game là được các bạn. Đấy, thì nhiệm vụ của nó có 3 cái như thế các bạn. Chủ yếu là các bạn chơi 10 trận win á thì các bạn sẽ nhận được nhá. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.